Xin chào các anh chị, hiện tại thì Kim Hoa đang đứng ở khu vực tấm ốp nano và tấm ốp lam sóng dùng để ốp trần và ốp tường đang được ưa chuộng hiện nay. Thì các anh chị có để nhiều câu hỏi cho Kim Hoa là những cái tấm ốp này dùng cho khu vực nào và giá thành nó ra làm sao, cũng như là những mẫu mã nào. Và ngày hôm nay Kim Hoa sẽ tiến hành lên chi tiết cho các anh chị những cái mẫu mã cũng như là giá cả để cho các anh chị tham khảo nha. Đây là cái tấm ốp nano, một cái mẫu giả gỗ rất là đẹp đây các anh chị. Cái bản tấm ốp nano này á, em có thể đi gần lại cho các anh chị thấy, thì cái tấm ốp nano này nó có độ dày là 9 ly. Đây, rất là cứng cáp và chắc chắn, rất là dày dặn. Và một bên á sẽ là hèm âm và một bên sẽ là hèm dương nha. Thì khi thi công cái bản này thì mình chỉ cần nối hai cái hèm âm và cái hèm dương lại với nhau. Nối hai cái hèm âm và hèm dương lại với nhau nha. Đặc biệt là cái bạn này á, nó có những cái lỗ rỗng. Đây, đây là những cái lỗ rỗng nha các anh chị. Tấm nano thì nó sẽ được thiết kế những cái lỗ rỗng như thế này nè các anh chị, để giúp cho mình cách nhiệt tốt. Ví dụ như thời tiết ở miền Nam hay là miền Trung khá là nắng nóng và khó chịu, thì khi mà mình sử dụng cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường bằng nano như thế này, nó sẽ giúp ổn định nhiệt độ cho cái căn phòng của mình ha. Hay là khi mà chúng ta dùng cái tấm này đối với cái thời tiết ở miền Bắc á, nồm ẩm, ẩm ương khá là khó chịu, thì khi mà dùng những cái tấm nhựa ốp trần, ốp tường này cho căn phòng của mình thì giúp cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Nó sẽ giúp cho cái không khí ở trong nhà hài hòa, tốt cho sức khỏe của mình ha. Thì bạn này nó sẽ có hèm, ở bên đây là hèm âm nha các anh chị, và bên đây là hèm dương. Thi công thì cũng khá là dễ dàng luôn. Ở đây Kim Hoa chuẩn bị một cái con ke sẵn như thế này. Về con ke thì các anh chị thấy là nó sẽ có hai đầu. Một đầu á thì nó sẽ chừa một cái khoảng hở như thế này để chúng ta gắn vào hèm âm của cái tấm nano nha. Đây Kim Hoa sẽ thử cho các anh chị. Đây, đây mình gắn vào hèm âm của cái tấm nano đó. Và trên cái phần mà nó có chừa một cái khoảng hở để chúng ta mà bắt đinh vít luôn nha các anh chị. Nó sẽ không có lộ đầu đinh khi mà chúng ta dùng một cái tấm nano thứ hai để che đi cái hèm âm và cái vít luôn, cũng như là che luôn cái con ke này. Những cái con ke này khi mà các anh chị dùng á thì cũng phải chọn loại chất lượng nha. Ví dụ như những hàng kém chất lượng á, nó sẽ dùng cái bạn này nó khá là mỏng, để khi mà thợ thi công dùng á thì các anh nhiều khi sẽ bị đứt tay luôn á. Cho nên là mọi người phải lưu ý cái này nè, sử dụng hàng nó dày dặn một chút thì nó sẽ tránh tổn thương ha. Đó. Thì một tấm như thế này dài 3 mét thì các anh chị lưu ý có thể là xài từ 5 đến 6 con ke như thế này nha các anh chị. 5 đến 6 con ke như thế này. Đây Kim Hoa để lại gần cho các anh chị là xem cái con ke ha. Thì những cái màu này, đây là một cái màu mà nó màu gỗ đậm một chút xíu, thì khi mà dùng á, các anh chị thấy mà nhà mình mà có người lớn tuổi thì có thể khá là thích, phù hợp với cái màu này. Dùng cái màu này mà dùng thêm nội thất hay là sàn gỗ mà hài hòa thì có thể là tạo ra một cái không gian rất là đẹp mắt, cũng như là cho một cái không gian khá là ấn tượng và hài hòa, từ đồ nội thất, sàn gỗ cho đến những cái tấm nhựa ốp trần ốp tường này ha các anh chị. Bạn này thì theo nhà sản xuất đưa ra độ bền thì có thể lên đến là từ 20 đến 30 năm luôn, mà không có sợ bị cong vên hay là bị co ngót gì hết. Kim Hoa đã làm một cái video là cho cái xe ô tô chạy qua để test độ cứng cáp của cái tấm nhựa nano này, thì dù cho xe tải lên đến 5-7 tấn đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có làm biến dạng cái tấm nano này. Cho nên là khi mà chúng ta dùng để ốp lên trần, ốp lên tường á, thì có khi nào mà chúng ta tác động cái lực quá mạnh như vậy đúng không ạ? Cho nên là việc mà nhà sản xuất mà đưa ra độ bền từ 20 đến 30 năm thì Kim Hoa thấy là hoàn toàn có thể tin tưởng được ha. Thi công cái bạn này thì ngoài dùng cái con ke như hồi nãy là Kim Hoa vừa nói, thì các anh chị có thể dùng thêm keo chuyên dụng ở mặt sau nha các anh chị. Chúng ta cắt theo kích thước cần dùng và dùng thêm keo chuyên dụng ở mặt sau rồi ốp lên tường. Đó. Bạn này thì một số anh chị hỏi ví dụ như là cái bức trần hay là cái bức tường của mình á, nhất là ở khu vực miền Bắc á, nó bị nồm ẩm và nó bị ẩm mốc đi á, thì mình có dùng cái tấm nhựa ốp tường nano này được không? Thì câu trả lời là mình dùng được nha các anh chị.
vì mình sẽ thêm một cái hệ khung xương bên dưới. Ví dụ như bức trần, bức tường của mình nó đẹp rồi, nó không có bị ẩm mốc và nó hoàn hảo rồi thì mình cứ thế mà ốp lên tường hoặc là lên trần thôi. Còn nếu mà nó không có được đẹp thì mình sẽ dùng hệ khung xương. Ví dụ như hệ khung xương mình có thể làm từ sắt nè, hoặc là thép, hoặc là inox. Các anh chị muốn dùng cái loại nào cũng được, mà cái này thì phải nói kỹ với thợ thi công để chọn loại phù hợp và theo mong muốn của gia đình mình nha. Và nhiều anh chị hỏi Kim Hoa là một bảng như thế này là giá thành nó khoảng bao nhiêu? Một thường thì trên thị trường sẽ có rất nhiều loại tấm nhựa nano hay là tấm ốp nano khác nhau, cũng sẽ có nhiều mức giá khác nhau, nhưng mà giá trung bình trên thị trường chưa bao gồm những cái chi phí thi công hay là lắp đặt hay là hệ khung xương như Kim Hoa nói ban nãy, thì dao động tầm khoảng 250 đến 300 ngàn một mét vuông nha các anh chị. Và tùy vào nhu cầu của mỗi gia đình, ví dụ như ở gia đình mình thích dùng hệ khung xương inox thì giá nó sẽ có phần nhỉnh lên một chút xíu. Ví dụ như gia đình mình có thể dùng thêm một cái phụ kiện nữa là phào chỉ để che đi phần tiếp nối giữa trần và tường hay là len chân tường ví dụ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái phần chi phí đội hơn một chút xíu nữa. Đó. Cho nên là để biết một cái mức giá chính xác cho cái công trình của mình thì các anh chị có thể comment bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp cho trên Kim Hoa hoặc là trên Bay Cosmos Việt Nam để Kim Hoa có thể tư vấn từng trường hợp cụ thể. Các bạn sẽ tư vấn cho các anh chị từng trường hợp cụ thể, nó sẽ phù hợp với gia đình của mình hơn là Kim Hoa có thể báo giá trực tiếp trên đây, là nó sẽ chưa có phù hợp cũng như là chưa có được chính xác nha. Ngoài mẫu đậm đậm như thế này thì Kim Hoa sẽ còn những cái mẫu nhiều khác nữa đây các anh chị. Đây là cái màu đá cẩm thạch ha. Cận lại cho mọi người thấy cái màu vân đá. Tiếp đây sẽ là một màu gỗ truyền thống nữa. Còn đây sẽ là một cái màu hơi xám một chút. Lần sau thì Kim Hoa sẽ lên chi tiết các bạn này để cho các anh chị xem ha. Đây là một cái mẫu vân mây. Đây. Mẫu vân mây này thì các anh chị thấy những cái đường mây á, nó thưa nhau, nó làm cho cái tấm nano của mình nó khá là sáng, nó không có bị tối ha, không có làm tối không gian nhà của mình. Còn đây là mẫu rất là hot hit nhất hiện nay luôn, mẫu tấm nano nhưng mà được làm được phủ một cái lớp giả xi măng trông rất là phá cách và hiện đại, được dùng cho ốp trần, ốp tường cho những cái văn phòng á. Rất là đẹp luôn ha các anh chị. Vừa rồi thì Kim Hoa đã giới thiệu một số đặc điểm cũng như độ bền về giá cả sản phẩm của cái tấm nhựa ốp trần và ốp tường nano. Hy vọng là những gì Kim Hoa biết sẽ giúp các anh chị có thêm thông tin để lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp để ốp trần, ốp tường cho ngôi nhà của mình. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.